nay là chè tắc. Chè chè tắc. Hello anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với YouTube channel của Thanh Nguyên Con. Thì đầu tiên mình có một khóa tập online, một cái khóa mình kèm riêng. Nếu bạn nào muốn cần cái khóa tập đó thì hãy kích vào phía dưới phần link mô tả để liên hệ về fanpage của mình nha. Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn thử thách 30 ngày nhảy dây tăng chiều cao. Thì mấy ngày hôm nay lang thang trên mạng á, lang thang trên cái nhóm tăng chiều cao của mình á, thì mình có vô tình mình nhặt được một cái hình ảnh, một cái chế độ tập luyện của một cái người nào đó liên quan về nhảy dây. Thì khi mà mình phân tích sâu hơn và mình cảm thấy nó khá là hợp lý và khá là hiệu quả thì mình sẽ đăng lên đây mình share cho các bạn áp dụng nha. Thì các bạn hãy quan sát cái ảnh này. Thì đây là một cái thử thách 30 ngày tăng chiều cao. Thì trong vòng 30 ngày á, thì cứ mỗi ngày thì chúng ta sẽ nhảy, chúng ta sẽ tăng độ khó, chúng ta sẽ tăng số lượng lên một cái tầm cao mới. Ví dụ như trong cái ngày đầu tiên thì chúng ta sẽ nhảy 1.000 cái, rồi sang ngày thứ hai chúng ta sẽ nhảy với một cái mức cao hơn, và ngày thứ ba sẽ một mức cao hơn, và đến một ngày cuối cùng là một cái ngày phải nói là khó nhất trong 30 ngày. Tức là cái độ khó nó sẽ tăng dần dành cho những các bạn nào muốn tập luyện theo cái kiểu mà có sự tiến bộ, nó muốn viên dân á. Đó, thì mình sẽ để cái ảnh này cho các bạn nào muốn thử thách cái thử thách 30 ngày tăng chiều cao này nha. Thì mình sẽ chia sẻ cái cách tập thử thách này luôn nha. Ví dụ như ngày đầu tiên chúng ta sẽ nhảy 1.000 cái, chúng ta sẽ để làm sử dụng một cái tờ giấy và một cái viết, chúng ta sẽ ghi chép lại. Ví dụ như chúng ta sẽ tập 1.000 cái, chúng ta không có chia hiệp nha, không có đếm nha. Chúng ta sẽ tập đến khi nào mệt chúng ta nghỉ rồi chúng ta tập tiếp. Ví dụ chúng ta tập 1.000 cái đi, các bạn nhảy tới 150 cái đi, rồi các bạn sẽ ghi trên giấy là 150 cái. Rồi sang hiệp thứ hai các bạn sẽ nhảy bao nhiêu cái, các bạn sẽ ghi lại và bạn ghi giống như học viên của mình này, bạn sẽ ghi tới khi nào mà nó đủ 1.000 cái thôi là chúng ta sẽ không tham bài tập. Thì cái mục đích của cái việc mà luyện tập á mà không chia hiệp như vậy á, thì nó các bạn tập đến lúc nào các bạn mệt các bạn mới nghỉ á, thì nó sẽ giúp cho các bạn khai thác hết tiềm năng của cơ thể và giúp cho cơ thể các bạn không chịu đựng được nữa. Nó sẽ giúp cho cơ thể bạn kích thích một cách tột độ, nó sẽ hiệu quả hơn cái việc bạn chia hiệp. Ví dụ như các bạn chia hiệp 1.000 cái đi, các bạn chia cho mình 10 hiệp và mỗi hiệp 100 cái. Thì với một cái số bạn châu chó tập lâu rồi thì 10 hiệp đó và mỗi hiệp 100 cái thì nó không có đủ đô, các bạn tập bạn không có cảm giác gì. Cho nên cái cách tập tốt nhất là các bạn sẽ tập tới lúc nào các bạn mệt các bạn mới được nghỉ nha. Thì có rất là nhiều bạn, các bạn nhảy luôn một lần, một hiệp duy nhất luôn, các bạn tập một hiệp duy nhất luôn là từ 1.000 cái cho tới 200 cái. Vâng, từ 1.000 cái cho tới 2.000 cái. Rất là bình thường các bạn. Nhiều học viên của mình tập 1.000 cái chỉ trong một hiệp duy nhất thôi, bởi vì họ đã tập lâu rồi, họ tập viên rồi và họ rất là châu chó. Thì chúng ta tập như vậy chúng ta sẽ hiệu quả hơn việc mà chúng ta chia nhỏ cái bài tập nhảy dây ra. Thì cái tập thử thách này nó như vậy. Thì mình sẽ để sẵn cái thử thách này cho các bạn nha. Bạn nào muốn tập thì bạn hãy tham khảo. Ngày 1 các bạn tập 1.000 cái, ngày 2 chúng ta sẽ nâng lên, ngày 3 chúng ta sẽ nâng lên từ từ. Nếu mà mệt quá, nếu bạn mệt với chân của bạn chịu hết nổi, các bạn có thể nghỉ khoảng 1 ngày để cho chân của bạn hồi phục và bạn sẽ tập tiếp. Rồi các bạn sẽ tiếp tục hoàn thành thử thách cho đến khi nào các bạn đạt được 30 ngày là các bạn đã hoàn thành được thử thách 30 ngày nhảy dây tăng chiều cao. Thì trong 30 ngày này thì những cái ngày mà nó có ghi cái chữ rest á, là những cái ngày đó chúng ta nghỉ nha. Thì tại sao cứ vài bảy buổi là chúng ta lại có một cái buổi nghỉ chen ở giữa như thế? Thì nếu mà ngày nào chúng ta cũng đi cái chân của chúng ta ra tập, chúng ta nhảy dây á, thì nó sẽ khiến cho chân của bạn ngày nào cũng hoạt động nó sẽ bị chấn thương. Các bạn sẽ tưởng tượng như thế này, một cái vết thương á mà chúng ta ngày nào chúng ta cũng đi đầu ra chúng ta nó tay đâm mà không đợi nó hồi phục qua mà chúng ta đâm tiếp á, thì nó sẽ trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Một vết thương chúng ta đâm, chúng ta phải đợi nó hồi phục rồi chúng ta mới được đâm tiếp. Chứ ngày nào các bạn cũng đâm á, thì nó tình trạng của vết thương nó ngày nó sẽ tệ dần và nó sẽ khiến cho các bạn bị chấn thương. Cho nên là cứ vài ba ngày là nó sẽ có cái buổi rest, là cái buổi chúng ta sẽ nghỉ, sẽ hơi nghỉ giải lao nha. Thì ngày đó chúng ta không tập gì hết, chúng ta vẫn ăn uống sữa đầy đủ bình thường đàng hoàng nha, để cho chân của bạn nó sẽ phục hồi, để sang cái ngày tiếp á nó sẽ sẵn sàng cho cái buổi tập mới hiệu quả hơn đó.